Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay là một sáng đầu tuần nhưng mà cũng không mấy thuận lợi với mình. Tại vì sáng nay mình đã nhận được hai cái thông báo của ngân hàng gửi tới email cái số điện thoại thông báo là đã trừ tiền trong cái số tiền trong tài khoản Seven này của mình, Seven Bank, GVC này của mình là bị trừ mất khoảng chừng 5 cent. Thì thực ra thì mình không có giao dịch nhưng mà vẫn bị trừ. Thì tại sao như thế? Thì tại vì hôm trước mình có làm cái video hướng dẫn cho anh em cách mà chúng ta sử dụng cái thẻ này, mà mình cũng không có để ý là chỉ cần những cái thông tin ở mặt trước này đã có thể thanh toán được trên Amazon rồi. Nên là bạn nào đó tinh quái quá là lấy cái thông tin của mình này và đã mua sắm trên Amazon, và tổng thiệt hại của mình là khoảng 5 cent và 1 cent mỗi tiền cấp lại. Thì thực ra mà nói thì mình làm video thì chả biết ơn mình thì thôi. Thật sự mình làm video nhiều khi cũng rất là mệt trong vấn đề biên tập và chuẩn bị những cái khâu cho anh em hiểu, cố gắng giải thích cho anh em hiểu. Nhưng mà chả biết ơn, chả like video của mình, chả cảm ơn được câu thì lại lấy tiền của mình để mua sắm. Đấy, thực sự thì mà nói thì hơi tệ đó các bạn. Nhưng mà mình lúc đầu ấy thì mình nghĩ là sẽ đi báo cảnh sát, nhưng mà cuộc đời mà có vài sen bạc thôi, chả làm gì phải mệt mỏi như thế. Bố thí 5 cent coi như là của đi thay người. Người ta làm việc xấu thì sẽ gặp quả báo thôi. Cái mình quan niệm như thế nên là mình vẫn đó, mình mất khoảng 6 cent nhưng mà thật sự là mình vẫn rất là vui và không vấn đề gì hết anh em ạ. Nhưng mà mình làm cái video này là để cảnh báo cho anh em những ai đang sử dụng cái thẻ Visa, thẻ GVC. Thẻ Visa, thẻ GVC như thế này thì anh em phải che hết các những cái thông tin này đi nhá. Lấy cái băng keo đen anh em ạ. Dán hết vào những cái thông tin này. Cái số này, họ và tên này và cái này thôi. Khi nào đi thanh toán thì không dán vào cái, chỉ để lại cái phần mà nó có cái miếng SIM này thôi anh em này. Đó, để khi nào chúng ta đi thanh toán thì chúng ta đét vào thì nó vẫn thanh toán bình thường, và dán luôn cả cái phía đằng sau này nhá. Thì tại vì nếu như anh em nào để lộ thì cũng bị toang như mình đó anh em ạ. Thì sẽ bị kẻ xấu lấy cái số này và mua sắm trên Amazon. Thế là chúng ta mất tiền mà rốt cuộc là lại phiền phức ra, mất công lại phải đi báo cảnh sát. Hoặc nếu số tiền nhiều phải đi báo cảnh sát thì nó sẽ mệt. Nên mình số tiền ít thì thôi, mình coi như là của bố thí. Nên là mình video, làm một cái video khẩn cấp này thông báo cho anh em, để cho anh em cảnh giác sử dụng cho nó đúng. Thì tại vì hôm qua, thực ra là đêm hôm qua mình đã làm một cái định biên tập chuẩn bị những cái dữ liệu, có nghĩa là mình mua sắm ở trên những cái trang web như kiểu là Amazon hoặc là eBay, thì đã quay lại màn hình thì mình điền những cái thông tin này vào để làm video hướng dẫn cho anh em cách mua sắm online á. Thì mình tự nhiên mình thấy là trên Amazon nó không yêu cầu cái mã số đằng sau này, mà chỉ cần cái số trước này là đã có thể mua sắm được rồi. Nhưng mà thực ra là tối hôm qua mình nghĩ là thôi có vài sen bạc thôi, chả đáng là bao nhiêu, rồi cái kệ cái video kia, chưa xóa từ từ xóa cũng được. Thế là rốt cuộc là chưa kịp xóa anh em ạ, số mất rồi, của đi thay người. Thế là sáng nay toang luôn, 5 sen cộng với lại 1 sen mốt tiền phí phải thẻ lại. Đó, nên là anh em phải lưu ý vấn đề này. Mình tối nay mình đi làm nhưng mà mình vẫn phải làm video khẩn cấp thông báo cho anh em để anh em biết cách phòng chừa, dán hết lại, tránh để mất tiền oan, tránh để nuôi béo mấy cái bạn gọi là khôn ăn lười làm muốn ăn của người khác. Đấy, anh em chú ý. Thì video của mình chỉ ngắn ngắn này thôi, để hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà chúng ta sẽ mua sắm và thanh toán cụ thể ở trên Amazon, ở trên eBay và ở trên trang web, một trang web mua đồ rất là đẹp. Mình mới mua, hôm sau mình khoe luôn cho anh em ạ. Các bạn nhớ like và ủng hộ video của mình để kiếm thêm chút thu nhập bù vào cái số tiền vừa rồi mất. Ngày trước cũng bị mất thêm ở cái thẻ đang hướng dẫn đăng ký, cái thẻ Visa cũng mất 5 cent, thẻ này 5 cent nữa. Nói chung không sao anh em ạ. Rồi, xin chào tất cả anh em. Chúc anh em sử dụng một cách an toàn và thuận tiện nhất. Đến một tí chết.